Đây là một cái video cảnh báo lừa đảo mà mình mua hàng trên TikTok, mọi người cần lưu ý nha. Mình lướt TikTok thì thấy cái loa Bluetooth Venom này rất là hay nên mình đặt về. Giá trên đây người ta để là 849.000. Thì đến cái bước điền thông tin thì mình cũng điền đầy đủ thông tin cá nhân của mình thôi, địa chỉ nhận hàng. Cái phần này thì mình xin phép ẩn đi tại vì để tránh các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân nha. Ở đây thì hệ thống có báo là đặt hàng thành công. Sau đó thì có nhân viên gọi ra xác nhận thông tin địa chỉ của mình. Mình ok. Mình đợi khoảng tầm 3 ngày thì ưu tá gọi điện giao hàng đến cho mình. Ở cái lần đầu tiên á thì shop giao cho mình một cái loa là loa Trung Quốc, loa nhái. Tuy nhiên thì mình nghĩ là chắc shop bị nhầm thôi nên mình không nhận và đổi trả lại. Cái loa này nó còn bị móp nữa. Sau đó thì mình lên mình tìm tiếp cái video đó, mình đặt lại lần thứ hai. Lần thứ hai á thì shop giao lên cho mình một cái kiện hàng như thế này. Thì với một cái loa to như cái loa Venom á thì không thể nào nó một cái kiện hàng nó bé như vậy được, nên chắc chắn cái kiện hàng này là không đúng rồi. Mà hiện tại đối với lần thứ hai là shop không cho kiểm hàng nha. Và điện cho shop thì cũng hỏi y như lần thứ nhất luôn. Như vậy lần này thì mình xin phép từ chối cái kiện hàng này luôn. Và tiện đây mình làm cái video cảnh báo cho những anh em là ngoài những cái sàn điện tử lớn như là Shopee, Sendor, Lazada hay Tiki nha. Anh em mua hàng trên TikTok thì để ý một chút, những shop nào mà không cho đồng kiểm hàng á thì tốt nhất anh em đừng có nhận nha. Nhận rồi là tiền mất tật mang đó.